Các bạn có quen với hình ảnh một người cứ đi qua đi lại với gương mặt đầy lo lắng khi người thân đang trong một ca phẫu thuật chứ? Các bạn hãy nghe kỹ điều này nhé. Chỉ cần không làm gì, bạn cũng có thể vô tình làm hại hoặc giúp cho những người thân của mình. Một người suốt ngày lo sợ người thân sẽ gặp chuyện này chuyện khác, luôn suy nghĩ tiêu cực, không những không có ích mà còn hại họ. Năng lượng sẽ được gửi đi thông qua ý nghĩ. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải làm chủ suy nghĩ của mình thông qua thiền hay thực tập chánh niệm. Nếu chúng ta sống theo bản năng, thì đa phần những suy nghĩ tiêu cực sẽ đến nhiều hơn. Khi nghe tin một người thân bị nạn, chẳng ai dạy chúng ta cũng biết tự lo lắng, đau khổ. Khi mất mát người thân, bản năng tự nhiên mình sẽ tuyệt vọng, khóc than. Những năng lượng thấp đó sẽ truyền đến người thân và làm tình trạng của họ tồi tệ hơn. Việc hiệu quả hơn nên làm là mình phải bình an, gửi năng lượng bình an đến với người thân của mình, cầu nguyện những điều tốt lành đến với họ. Trong các khóa thiền Vipassana 10 ngày, sau 9 ngày đầu gột rửa thân tâm và nạp đầy năng lượng tỉnh thức yêu thương, thì ở ngày thứ 10, thiền sinh sẽ thiền cải tâm từ để chia sẻ năng lượng lành đến những người xung quanh. Bài tập hôm nay, Hòn đá biết ơn, đến từ câu chuyện người cha có con mắc bệnh hiểm nghèo. Người này đã sử dụng hòn đá biết ơn để cảm thấy biết ơn về sự khỏe mạnh của con mình, và con ông đã hồi phục một cách kỳ diệu. Kể từ đó, hòn đá biết ơn đã đem lại điều kỳ diệu cho rất nhiều người trên thế giới, từ tiền bạc, sức khỏe cho đến hạnh phúc. Đầu tiên, hãy tìm một hòn đá, chọn hòn đá có kích thước vừa đủ lòng bàn tay. Hãy vệ sinh sạch sẽ đến mức bạn cảm thấy dễ chịu khi đặt nó ở bên cạnh giường ngủ. Từ hôm nay, trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu và nghĩ về những điều tốt đẹp trong ngày. Sau đó, nói ra từ nhiệm màu cảm ơn đối với điều tốt đẹp đó. Bài tập của ngày 1, viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc kèm lý do, đọc lại danh sách, nói và từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và thật sự cảm thấy biết ơn với mỗi điều. Ngày 2, hòn đá nhiệm màu sẽ được nạp lại vào mỗi tối trong 26 ngày tiếp theo.